Vâng, đây là bốn cặp loa về ngày hôm nay, đó là bốn cặp loa Mỹ. Nó nói về những dòng loa nghe nhạc thì loa Mỹ và loa châu Âu là hai dòng loa đứng đầu. Đây, với những model rất là hot, nó dòng 4312. Về được hai cặp Catron Monitor. Hiện tại còn cặp rồi các bác. Mới bê vô luôn. Đây. Shop này. Về loa và tiếng loa cũng như độ đẹp của loa thì các bác khỏi cần bàn nha. Em rất là kỹ trong thông tin ha. Với những cặp loa em về là lên sóng là đẹp xuất sắc hết nha. Và gửi đến các bác để các bác chơi và sưu tầm. Bên em thì bảo hành loa đẹp và loa bao zin cho các bác, hoạt động hoàn hảo hết. Loa chắc bãi về chưa qua tay người dùng Việt Nam. Hiện tại là shop em là mới vừa lên đường là ba cặp như thế này rồi nha các bác. Mới vừa lên đường ba cặp này rồi nha. Và đây là còn cặp lại cuối cùng này nha. Có nghĩa trong cái đợt này á, là cái cặp này là còn lại là tại shop là có một cặp duy nhất thôi. Đó là dòng 4312 Catron Monitor. Chỉ riêng dòng này nó sử dụng chấp giấy nha. Chấp giấy lợi 25 danh tiếng. Giá là 21 triệu nha các bác. Đẹp xuất sắc nha. Đẹp khỏi bàn, về thùng vách, thùng gỗ khỏi bàn luôn. Đây. Phía sau nó còn cái tem luôn. Còn cái logo giặt luôn nha. Và đi đến những dòng cao cấp hơn của dòng 4312, đó là dòng MK2. Vẫn là lọt trong những cái top hàng đầu được lựa chọn nhiều bởi vì tiếng nó hay, nó tiếng nó tự nâng cấp từ MK lên. Nâng cấp gì các bác sẽ thấy được, là mời các bác cùng xem. Thoáng qua các bác sẽ thấy nó rất là giống nhau nhưng mà nó nâng cấp phân tầng một chút đỉnh thôi. Nghi thì 9 với 10 nha các bác, nhưng mà bù lại cho các bác là nó có một cái ngoại hình rất là sang trọng so với con 4312 thường. Nó sử dụng trep dom nha các bác, trep dom. Và em này là sử dụng trep giấy lợi 25. Cái trep này vẫn sử dụng trên con L100 Canterbury hiện tại. Trep này rất là hay, mượt, mịn màng, nhẹ nhàng. Còn các bác nào mình thích nghi đa thế loại nhạc thì chúng ta nghi trep dom này. Đây là dòng cao cấp nha, dòng đời cao nó sử dụng trep dom. Trep dom trên 4312 MK2 các bác sẽ đã cho các bác một cái giải nghi, giải tầng trep rất là cao. Và các bác nghi nhạc sóng, nhạc vàng với độ tí tách rất là rộng. Còn trep giấy lợi 25 thì nghi như L100 Canterbury vậy các bác. Nhẹ nhàng mượt mà, tinh tế. Cái gì cũng có cái ưu cái nhược của nó. Đây là ba cặp 412 MK2 nha, mới về trong chiều hôm nay luôn. Em cuối hàng hồi chiều các bác cùng thấy rồi đấy. Cứ dài là một cặp này các bác. Đây là một cặp. Những cặp 412 MK2 là toàn là hàng dạng các bác. Đây là đẹp, gọi là thiếu một shop hết nha. Dòng này là em phân phối rất là nhiều. Nên là các bác nào đã sở hữu những cặp loa 412 MK2 của em có thể bình luận trên kênh này để các bác cùng xem video cùng biết. Đấy. Đây. Đây là cặp 4312 Catron Monitor nha. Em sẽ kết quả. Trước tiên em mời các bác cùng xem tiếng loa này nha. Logo dập. Tiếng loa nha. Đẹp lắm. Hai vi tinh chỉnh nha các bác, mic trap nha. Đúng cặp các bác sẽ thấy được tiếng loa nó sẽ đều nhau. Đấy. Ok, cặp này 21 triệu nha, bao ship nha các bác. Vẫn giá cũ nha. Và cặp 4312 MK2 vẫn cũng 28 triệu bao ship nha các bác. Đây là cặp tiếp theo. Đây là một cặp này, các bác sẽ thấy nha. Tiếng loa nó sẽ đều nha. Đấy, các bác thấy đồ đẹp chưa? Đấy, cặp này cặp tiếp theo luôn đây. Đây là trep dom nha các bác, dòng MK2 là sử dụng trep dom. Với những cái đời thấp hơn là nó sử dụng trep titan nha. Titan nó cũng tròn tròn như thế này mà nó có khứa trên cái thân trep là trep titan. Còn trep này trep dom nó sẽ lắng ỉnh luôn. Đấy. Đây các bác thay tuyên loa. Đẹp cực kỳ nha. Đấy. Và cặp tiếp theo nữa đấy. Các bác sẽ thấy đồ đẹp. Đây là tổng thể 3 cặp. Đây các bác thấy. Những cặp này là series liền kề nha các bác. Những dòng đời cao, đây là đời 2002 các bác. Như 2002 là 94 vậy, em nhớ không nhầm là 2002.
hay là nó sử dụng trap dome. Và con này series là 5325 này. Và 5324 này, 5324 5325 này. Cầm này là 2250 này. Và 2251 này. Cặp trên giữa là 2250, 2251. Cặp đầu tiên là 5324 5325. Rồi cặp bên trái cuối cùng đó là 2258 và 2259 nha. Cặp bên đây là 2258 và 2259. Đấy. Đẹp thì kính công hết nha. Đây. Hai con thấy. Nó về họ đóng xốp từ bên nó về rất là kỹ, một lớp cạc tông rồi một lớp xốp, cái đó là em dặn rất là kỹ nên là để về để sở hữu được những cặp loa quân thành sát cạnh để các bác mình trưng bày và sưu tầm thì phải cầu kỳ một tí để nó giữ được cái góc cạnh cho nó an toàn thì về tới shop em để đưa đến cho các bác. Rồi mọi chi tiết mua xem sản phẩm có alo cho em qua hai xuống thỏa trên nha. Đấy, vì điệp của nó đấy ở phân khúc trên 20 triệu và các bác một tí thì các bác nên lựa chọn con 4312 MK2. À quên, có một con này trên 20 triệu một tí là 21 triệu các bác. Các bác lựa chọn cặp này thì rất là hay. Nhưng dòng loa Mỹ thì ở phân khúc đó thì em chỉ chọn được những dòng này thôi, 412 Catron Monitor. Và dưới 20 nó sẽ có những cặp RIB là Bass 25 như là 4410, 4410A, L110, L56 v.v. Những model của RIBL đều nghe rất tuyệt vời.